Mến chào quý vị và các bạn, mời các bạn quay trở lại với kênh Xuân Bóng Đá của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn, trước khi đi vào nội dung chính của video ngày hôm nay, quý vị và các bạn đừng quên ủng hộ Xuân Bóng Đá bằng cách bấm vào nút đăng ký, đồng thời tích vào quả chuông bên cạnh để mỗi lần Xuân Bóng Đá update video thì các bạn sẽ là những người đầu tiên nhận được. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Giao hữu Việt Nam và Kyrgyzstan nguy cơ bị hoãn. Kính thưa quý vị và các bạn, Vừa qua, liên quan đến các trận đấu tại vòng loại World Cup năm 2022 diễn ra vào cuối tháng 3 tới đây, trang chủ của Liên đoàn bóng đá châu Á AFC đăng tải nội dung cả FIFA và AFC đều ưu tiên hàng đầu đối với sức khỏe của các cầu thủ, trọng tài và người hâm mộ. Do đó, đề xuất chính thức liên quan đến việc hoãn các trận đấu tới đây tại vòng loại World Cup năm 2022, tương đương với vòng loại ASEAN Cup năm 2023, sẽ được gửi đến các liên đoàn bóng đá thành viên có đội tuyển quốc gia tham dự. Nhiều thông tin cho rằng trận đấu của đội tuyển Việt Nam với Malaysia sẽ được rơi đến tháng 10 và khi đó khả năng trận đấu giao hữu của chúng ta với Kyrgyzstan bị đặt dấu hỏi lớn. Nói về vấn đề này, Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam VFF Cao Văn Chóng đã cho biết rằng Chúng tôi đang đợi quyết định của FIFA, AFC về việc các trận đấu tại vòng loại World Cup năm 2022 có diễn ra vào cuối tháng 3 hay không. Vào ngày 9 tháng 3 tới đây, quyết định cuối cùng sẽ được gửi đến Liên đoàn Bóng đá Việt Nam VFF và khi đó, tùy tình hình chúng tôi sẽ có bàn thảo với Ban huấn luyện về việc có tổ chức trận đấu giao hữu với Kyrgyzstan hay không. Trước đó, đội tuyển quốc gia Iraq đã thông báo với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam về việc sẽ không sang Việt Nam đã giao hữu. Trong tình hình đó, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam VFF đã mời đội tuyển quốc gia Kyrgyzstan và nhận được sự chấp thuận. Theo kế hoạch ban đầu, trận đấu giao hữu với Kyrgyzstan sẽ diễn ra vào ngày 26 tháng 3 trên sân gò đậu của Bình Dương. Nhưng với những diễn biến phức tạp mới đây do dịch Covid-19 tại nhiều quốc gia, nên FIFA, AFC đang cân nhắc các khả năng có tổ chức trận đấu tại vòng loại World Cup năm 2022 như kế hoạch ban đầu hay không. Nếu như trận đấu giao hữu với kỳ tăng bị hoãn thì là điều đáng tiếc và khi đó kế hoạch của đội tuyển Việt Nam sẽ có nhiều thay đổi. Phần tin tiếp theo, Sơn Bóng Đá xin được phép gửi đến quý vị và các bạn thông tin bạn thân Thầy Park nhận định bất ngờ về công phương. Kính thưa quý vị và các bạn, ở trận đấu gia quân tại V-League năm 2020, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đến làm khách trên sân vận động Tam Kỳ của Quảng Nam. Công Phượng tiếp tục góp mặt trong đội hình xuất phát, thi đấu trên hàng tấn công bên cạnh Amido Bande. Nhập cuộc đầy hứng khởi và thi đấu ép sân trước đối thủ, tuy nhiên Thành phố Hồ Chí Minh lại là những người thủng lưới trước khi Lucas Silva mở tỷ số cho Quảng Nam ở phút thứ 62 của trận đấu. Tuy nhiên, niềm vui của họ cũng chỉ kéo dài được 4 phút Công Phượng treo bóng chuẩn xác cho Viết Phú, bật cao đánh đầu ở cửa ly gần, không cho Văn Công một cơ hội cản phá. Chưa dừng lại ở đó, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh còn có thêm hai bàn thắng nữa trong ngày mà Xuân Nam tỏa sáng rực rỡ với một cú đúp. Chung cuộc, đội bóng chủ sân thống nhất giành thắng lợi với tỷ số 3-1. Sau trận đấu, huấn luyện viên Chung Hê Song đã chia sẻ rằng Công Phượng không có thể lực tốt nhất ở trận đấu này, vì vậy anh ấy thi đấu như vậy là đã quá tốt rồi. Dù thể lực có phần xa sút, nhưng Phượng vẫn muốn chơi hết 90 phút nhưng tôi phải thay phượng ra sớm để giữ chân vì ngày mùng 10 tháng 3 tới chúng tôi còn trận đấu quan trọng với Lào Toyota ở AFC Cup. Tôi đánh giá cao sự cống hiến và nhiệt tình của Công Phượng, nhưng là huấn luyện viên tôi biết phải điều tiết nếu không Công Phượng sẽ quá tài. Công Phượng càng thi đấu càng hay từ trận đấu đầu tiên gặp Buriram United, đi Zangun, đi Singapore, siêu cấp và trận đấu ngày hôm nay chứng kiến sự tỏa sáng của công phương ở những trận đấu vừa qua, chuyên gia bóng đá Nguyễn Thành Vinh đã không tiếc lời ngợi khen tiền đạo này. Cựu huấn luyện viên trưởng của sông Lam Nghệ An đã cho rằng công phương đã có nhiều thay đổi trong màu áo của Thành phố Hồ Chí Minh. Trao đổi trên báo Dinh.vn, ông đã nói rằng: Ban trận đấu vừa qua, chúng ta đều thấy thể lực của công phương đã được cải thiện rất nhiều. Cầu ấy va chạm, thi đấu quyết liệt hơn với cầu thủ đối phương. Công phương vốn có năng khiếu đi bóng qua người và đã thể hiện điều đó ở những giải đấu khác nhau. Tuy nhiên, ba bàn thắng của cậu ấy từ đầu mùa đều là các pha xử lý một Sự thay đổi này khiến tôi rất bất ngờ. Tuy nhiên, đây là điều có lợi cho đội bóng. Nó cho thấy Thành phố Hồ Chí Minh là đội hiểu được năng lực của Công Phương, hiểu cậu ấy đá thế nào thì tốt hơn. Khi được hỏi liệu đây có phải là phong độ tốt nhất trong sự nghiệp của Công Phượng hay không, chuyên gia bóng đá Nguyễn Thành Vinh đã chia sẻ rằng Không, tôi nghĩ đây mới là khởi đầu thôi, Phương còn phải hay hơn nữa cậu ta sẽ hay hơn khi biết lúc nào cần đột phá, lúc nào cần phối hợp. Cậu ấy cũng cần phải cải thiện khả năng ghi bàn ở nhiều vị trí theo nhiều cách. Cậu ấy đang cho thấy dấu hiệu tiến bộ nhưng mùa giải còn dài, chơi tốt trong thời gian dài đó mới là cái hay thực sự. Phần tin tiếp theo, Xuân Bóng Đá xin được phép gửi đến quý vị và các bạn thông tin huấn luyện viên Hoàng Anh Gia Lai lý giải nguyên nhân chưa sử dụng Tuấn Anh. Kính thưa quý vị và các bạn, sau khi giúp Hoàng Anh Gia Lai giành chiến thắng 1-0 trước Than Quảng Ninh trên sân Pleiku ở vòng 1 LS V-League năm 2020, huấn luyện viên Lee Tae Hoon đã nói rằng: "Tuấn Anh đã hồi phục hoàn toàn, nhưng chúng tôi muốn cậu ấy được nghỉ ngơi nhằm đảm bảo thể lực tốt nhất. Còn về trận đấu, chúng tôi giành chiến thắng, nhưng thú thật các cầu thủ của tôi chưa có được cảm giác tốt nhất. Chúng tôi sẽ cố gắng khắc phục trong các vòng đấu tới đây." Tuấn Anh trước đó được phía câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai thông báo là đã hồi phục chấn thương. Chính vì thế, việc anh không ra sân trong trận đấu Hoàng Anh Gia Lai tiếp than Quảng Ninh ở vòng 1 V-League khiến không ít người băn khoăn. Nhưng theo lý giải của HLV Lee Tae-hun, có thể thấy tình hình của Tuấn Anh hiện tại vẫn ổn. Ngay khi đã vượt qua đội bóng vùng mò, HLV Linh Tae-hun vẫn kiêm tốn cho rằng Tôi không phủ nhận may mắn đứng về phía chúng tôi, nhưng điều quan trọng là các cầu thủ đã thi đấu nỗ lực, họ quyết tâm để có chiến thắng. Hoàng Anh Gia Lai đối diện với nhiều khó khăn trong 3 vòng đấu đầu tiên khi gặp các đối thủ mạnh. Chúng tôi sẽ cố gắng từng trận đấu trước câu lạc bộ Viettel và câu lạc bộ Hà Nội tới đây. Trong khi đó, huấn luyện viên Phan Thành Hùng của Thanh Quảng Ninh đã nhận định: "Chúng tôi chơi tốt và kiểm soát được trận đấu, thật tiếc là chúng tôi không có bàn thắng. Trong hiệp 2, Thanh Quảng Ninh đã mắc một số sai sót dẫn đến bàn thua. Sau khi có được bàn thắng dẫn trước, Hoàng Anh Gia Lai đã phòng ngự rất chặt chẽ, đấy cũng là một phần lý do khiến chúng tôi không thể tìm được bàn gỡ." Phần tin tiếp theo, Xuân Bóng Đá xin được phép gửi đến quý vị và các bạn thông tin hoãn vòng loại World Cup viên Park Hang Seo thành thời 9 tháng. Kính thưa quý vị và các bạn, nếu điều này xảy ra, viên Park Hang Seo có một thời gian dài không phải làm việc ở đội tuyển Việt Nam và chỉ vất vả vào 3 tháng cuối năm. Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA đã cho biết, mới đây đã họp khẩn với Liên đoàn bóng đá châu Á AFC nhằm thảo luận về các hoạt động bóng đá tại châu Á. Trong bối cảnh dịch COVID-19 tiếp tục có những diễn biến phức tạp, quan điểm của FIFA và AFC là dành sự ưu tiên cao nhất trong việc bảo vệ sức khỏe cho tất cả các thành viên tham gia vào các trận đấu. Do vậy, một đề nghị chính thức về hoãn các trận đấu sắp tới tại vòng loại World Cup năm 2022, đồng thời cũng là vòng loại ASEAN Cup năm 2023 sẽ được FIFA và AFC chia sẻ tới các liên đoàn thành viên có liên quan. Trước đó, Liên đoàn bóng đá Indonesia PSSI vào ngày 5 tháng 3 bất ngờ cho biết đã nhận được thông báo chính thức từ AFC về việc Đổi lịch 3 trận đấu còn lại tại bảng G, vòng loại World Cup năm 2022, bằng đấu có đội tuyển Việt Nam. Trong trường hợp đúng là lịch thi đấu thay đổi vì diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, buộc Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF và huấn luyện viên Park Hang-seo phải tính toán lại kế hoạch hoạt động của đội tuyển từ nay tới hết năm 2020, nhất là khi AFF Cup dự kiến diễn ra vào trung tuần tháng 11. Điều đáng nói, trong năm 2019 chỉ có đội tuyển quốc gia có nhiệm vụ ở sân chơi vòng loại World Cup năm 2022 và AFF Cup năm 2020, còn đội tuyển U23 Việt Nam không có giải đấu nào. Vì thế, nếu đội tuyển Việt Nam không thi đấu trong tháng 3 và tháng 6, đồng nghĩa với việc huấn luyện viên Park Hang-seo ngồi chơi xơi nước liền trong 9 tháng, từ tháng 3 tới tháng 10 năm 2020. Ông thầy người Hàn Quốc chỉ thực sự bận rộn ở 3 tháng cuối năm. Khi cả vòng loại World Cup năm 2022 và AFF Cup cùng diễn ra trong thời gian này. Như vậy, có thể thấy công việc chỉ căng thẳng với huấn luyện viên Park Hang Seo vào dịp cuối năm khi cả hai nhiệm vụ quan trọng nhất của đội tuyển Việt Nam đều diễn ra. Đây là cái khó nhưng cũng mang tới nhiều thuận lợi với chiến lược gia người Hàn Quốc khi ông không chỉ có thời gian tìm kiếm nhân tố mới mà một số cầu thủ đang chấn thương cũng kịp hồi phục. Thực tế, không thể nói là huấn luyện viên Park Hang-seo ngồi chơi khi ông thầy sinh năm 1959 có nhiệm vụ quan trọng là dự khán các trận đấu tại V-League để tuyển quân cho đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, thẳng thắn mà nói thì đây không phải là công việc chịu nhiều áp lực. Hơn nữa, trong thời gian dài như vậy, huấn luyện viên Park Hang-seo không phải đau đầu với những vấn đề liên quan đến chấn thương như hiện tại. Một lãnh đạo của Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF đã chia sẻ rằng trong hợp đồng ký với huấn luyện viên Park Hang-seo, ngoài việc dẫn dắt đội tuyển Việt Nam U23 Việt Nam, thì huấn luyện viên Park Hang-seo cũng tham gia vào việc tuyển chọn cầu thủ trẻ cùng với Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF, định hướng phát triển công tác đào tạo trẻ ở các đội tuyển. Đó là chưa kể, từ nay tới cuối năm, Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF cũng có kế hoạch tổ chức một số trận đấu giao hữu giúp đội tuyển Việt Nam cọ xát, và phần nào đó là để huấn luyện viên Park Hang-seo xóa án cấm chỉ đạo 4 trận đấu của mình. Ở bản hợp đồng gia hạn ký kết với Liên đoàn bóng đá Việt Nam, huấn luyện viên Park Hang-seo được cho là nhận mức lương 50.000 USD trên một tháng. Năm 2018-2019, căng sức với nhiều giải đấu quan trọng, thầy Park sẽ nhàn nhã mà vẫn nhận mức lương cao trong năm 2020. Quý vị và các bạn vừa xem xong bản tin bóng đá mới nhất ngày hôm nay từ kênh Soán Bóng Đá. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.